Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thiếu niên bạch mã Tý xuân phong, tác giả, chu mộc nam. Thể loại, võ hiệp, hệ liệt thiếu niên ca hành. Chương 111 Tuyết trắng đêm hè Cô gái nói rất bình tĩnh, như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Việc này khiến Trung Phi Ly thấy nực cười, cũng khá tức giận. Hôm nay hắn đã trải qua rất nhiều lần thất bại, cho nên tâm trạng của hắn không được tốt. Nhưng cô gái này thật sự rất xinh đẹp, cho nên hắn cũng nhẫn nại lần cuối nói, nếu ngươi kiên quyết muốn cứu người này, ta sẽ giết ngươi. Không ngờ cô gái kia lại mỉm cười, cuối cùng cũng thôi không giả trang nữa à. Nhưng muốn giết ta, không đơn giản như vậy đâu. Cô gái nói xong, chỉ thấy một nam tử cao gầy từ ngoài sân đi vào bên hông nam tử kia dắt một thanh kiếm trúc hẹp dài gương mặt tuấn tú cũng rất trẻ tuổi chỉ cỡ diệp đình chi và bách lý đông quân sư huynh giao hắn cho ngươi cô gái cõng diệp đình chi sắp ngất xỉu lên đưa hắn vào trong phòng trong lúc choáng váng diệp đình chi nhớ lại lúc ở bắc man trong hoang mạc đổ tuyết lớn hắn luyện kiếm trong tuyết không sợ giá rét lại nhớ tới những ngày ở nam quyết liên tiếp vung quyết giữa ngày hè nóng nực mồ hôi chảy đầm đìa. Hắn không biết vì sao mình lại đột nhiên nhớ lại những chuyện đó. Hắn chỉ nhớ, trong những thời khắc đó, lòng hắn vẫn kiên định. Nhưng vì sao giờ phút này, lòng hắn lại dao động? Nam tử cao giáo trẻ tuổi kia đi tới trước mặt Trung Phi Ly, tay cầm thanh trúc kiếm, khẽ cúi người. Người tên gì? Trung Phi Ly lạnh lùng nói. Nam tử kia không trả lời, chỉ chậm rãi nói, đi đi hoặc chết được lắm trung phi ly mỉm cười bước nhanh lên trước phán quan bút trong tay đột nhiên dương lên nam tử kia cau mày vung thanh kiếm trúc hai người lướt sát qua nhau trong lòng đều khẽ chấn động chỉ một chiêu đương nhiên chưa thể phân thắng bại nhưng hai người đều cảm nhận được thực lực của kẻ đối diện trung phi ly thở dài hiện giờ bắc ly thế nào vậy sao đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ thiếu niên như vậy anh tài trong thời đại này nhiều tới mức tráng lệ võ công của ngươi rất cao nam tử kia có vẻ không giỏi nói năng mỗi câu đều rất ngắn gọn cứng nhắc đánh tiếp chưa chắc ta đã thắng được cô gái lại đi từ trong phòng ra cõng vương nhất hành đang bất tỉnh nhân sự ở dưới đất lên cô kinh ngạc nhìn nam tử cao gầy sư huynh huynh cũng không thắng được à nam tử cao gầy lắc đầu hắn rất lợi hại thế thì từ từ muội đi lấy kiếm cô gái kia vừa đi vừa nói trung phi ly lùi lại một bước lúc này hắn quan sát cẩn thận phủ đệ này mới phát hiện đây không phải một gian nhà bình thường rộng lớn hoa lệ có vẻ là của quan lớn hắn ngạc nhiên đây là đâu cô gái đi từ trong phòng ra vương phủ chết tiết trung phi ly thầm nhủ tiếp đó lùi lại một bước hắn nhìn nam tử cao gầy kia chậm rãi nói ta vẫn muốn biết tên của ngươi ta tên trung phi ly ta tên lạc thanh dương nam tử cao gầy trả lời được ta nhớ được kiếm của ngươi rồi trung phi ly lùi lại nhảy ra bên ngoài cô gái cười khanh khách rõ ràng là bị dọa chạy mà còn giả thần giả quỷ lạc thanh dương thở phào nhẹ nhõm thu hồi kiếm trúc lòng bàn tay mở ra mới phát hiện trên tay toàn mồ hôi. Hắn thở dài, sư muội, e là muội cứu hai kẻ phiền toái rồi. Khóe miệng của cô gái hơi nhếch lên, muội thích, nhưng huynh tuyệt đối đừng nói ra. Được. Dưới thanh long môn. Trước mặt công tử lôi mộng sát, thanh ca công tử lạc hiên, mặc trần công tử mặc hiểu hắc và liễu nguyệt công tử liễu nguyệt, lại thêm các giáo viên của học đường đều tới dưới thanh long môn. Còn tiểu tiên sinh Tiêu Nhược Phong lại không đến đây, kỳ thi học đường lần này xuất hiện sai lầm xưa nay chưa từng có, không ít thí sinh mất mạng. Mà những người có thể tham gia kỳ thi của học đường đều có thân phận bất phàm, giờ phút này hắn phải đi xử lý những phiền toái này. Tuy là tiểu tiên sinh của học đường, nhưng lần này cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, cho nên cuối cùng ai đến được nơi này lại càng hiếm có bọn họ đều tới được một lúc lâu rồi thì Lý Tiên Sinh của học đường mới khoan thai đi tới. Ông chắp hai tay sau lưng, bên hông dắt một cành cây bẻ ở đâu không biết, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc, thản nhiên bước tới. Tiên Sinh, đám người lôi mộng sát thi lễ. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu lên, còn chưa tới à? Tới rồi, Bách Lý Đông Quân dắt Doãn Lạc Hà từ xa lao tới, quần áo hai người dính đầy vết máu, thần sắc mệt mỏi, như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lý tiên sinh thở dài, năm xưa khi ta bái sư là áo trắng như tuyết, phong độ thanh thoát, các ngươi đúng là kém xa. Bách Lý Đông Quân cười khổ, chẳng hay năm xưa khi tiên sinh bái sư có ai đuổi giết tiên sinh không? Cái này thì không, năm đó là sư phụ xin ta bái người. Vì tất cả mọi người đều cảm thấy người là một kẻ kém cỏi, chỉ có ta chịu đi theo người. Lý tiên sinh cười ngạo nghễ. Doãn Lạc Hà đột nhiên cúi người quỳ lại, đệ tử Doãn Lạc Hà xin được bái vào giới chướng học đường, nhưng kỳ thi lần này đều là nhờ ba người còn lại bảo vệ. Không mong được một chỗ nhỏ giới chướng tiên sinh, chỉ mong vào được học đường, đời này đã không uổng. Bách Lý Đông Quân cả kinh, vì sao? Đây là chuyện mà Doãn Lạc Hà đã tính trước, nếu bốn người đều đến được đây, như vậy coi như tất cả đều được vào nội viện, nhưng chỉ có một người được bái vào làm môn hạ của tiên sinh cô là nữ sợ ba người khác nhường cơ hội này cho mình nên vội vàng đẩy đi trước vậy thì đáng tiếc lý tiên sinh quay người chư vị có ai đồng ý nhận cô nương này làm đệ tử không đệ tử đồng ý trong một cỗ kiệu có giọng nói vang lên lôi mộng sát quay đầu lại liễu nguyệt người định nhận đệ tử thật à sư huynh của ngươi là ta còn chưa quyết định cơ mà muốn nhận cũng phải để mấy vị giáo viên trước đã sau đó còn tới lượt sư huynh ta cơ mà ta nhận cô ấy là có đạo lý riêng liễu nguyệt công tử cười nói ngươi có đạo lý gì ngươi nhận được ta lại không nhận được lôi mộng sát cả giận nói ngươi có thể nhận nhưng có thể chị dâu sẽ chôn ngươi vào kiếm chủng liễu nguyệt công tử chậm rãi nói Đẹp như vậy, đúng là không được." Lôi Mộng Sát gật đầu, "Vậy vì sao ngươi lại nhận cô ấy?" Liễu Nguyệt công tử ngạo nghễ nói, "Vì cô ấy xinh đẹp." Lôi Mộng Sát, "Hừ, một tiếng, ngươi chọn hoa khôi đấy à?" "Võ công của ta, chỉ có người xinh đẹp mới học được, đâu phải sư huynh không biết." Liễu Nguyệt công tử dùng quạt xếp vén một góc rèm, "Doãn cô nương, ngươi có đồng ý theo ta học võ không?" Doãn Lạc Hà hỏi, vì sao võ công của ngươi lại chỉ có người xinh đẹp mới học được? Trong thiên hạ có rất nhiều chuyện không có nguyên nhân, vì võ công của ta nằm trực tiếp trong tay ta, cho nên do ta định đoạt. Sau này sẽ do ngươi định đoạt. Liễu Nguyệt công tử trả lời. Doãn Lạc Hà nghe mà chưa hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất thú vị, lập tức gật đầu, được. Chương 112 Bái sư học đường doãn lạc hà đã tìm được sư phụ nhưng chuyện quan trọng nhất đêm nay vẫn là lý tiên sinh muốn thu nhận đệ tử quan môn cho nên ánh mắt mọi người nhanh chóng tập trung về phía bách lý đông quân lý tiên sinh cũng nhìn về phía y ngươi thì sao bách lý đông quân thở dài một tiếng ta đang đợi người đợi người vương nhất hành là đệ tử của lữ tố chân sẽ không bái vào môn hạ của ta lý tiên sinh nói Bách Lý Đông Quân gật đầu. Ta biết, nhưng còn Diệp Đỉnh Chi, chắc hắn cũng sắp tới rồi. Lý Tiên Sinh điềm nhiên mỉm cười nói: "Ô, ta đã nghe nhiều người nhắc tới Diệp Đỉnh Chi, hình như võ công của hắn rất tốt, tốt hơn ta." Bách Lý Đông Quân thành khẩn trả lời. Vậy nếu đợi hắn tới, ta chọn hắn thì sao? Lý Tiên Sinh lại hỏi. Bách Lý Đông Quân thở dài. Còn làm sao nữa? Tuy chắc chắn sẽ bị cười nhạo nhưng ta cũng đành phải cưỡi ngựa về càn đông thành thôi vậy ngươi cảm thấy nếu hai người các ngươi cùng đứng ở đây ta nên chọn ai lý tiên sinh hỏi bách lý đông quân suy nghĩ một hồi lâu mọi người cũng kiên nhẫn chờ y đây là một câu hỏi rất khó trả lời hình như có trả lời ra sao cũng không ổn ngài nên chọn cả hai bách lý đông quân đưa ra đáp án bất ngờ vì sao Lý tiên sinh hỏi ngược lại. Vì hai người chúng ta đều rất ưu tú, bỏ lỡ bất cứ ai thì ngài cũng thấy đáng tiếc. Bách Lý Đông Quân trả lời. Lý tiên sinh mỉm cười, những người khác cũng cười. Chỉ có người khác thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ Lý tiên sinh, chưa bao giờ có chuyện Lý tiên sinh tiếc nuối vì bỏ lỡ người khác. Trên đời có rất nhiều người ưu tú, ta cũng có rất nhiều đệ tử ưu tú. Lý tiên sinh chỉ mọi người ở phía sau, những người còn lại mặt không biểu cảm, chỉ có lôi mộng sát gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Bách Lý Đông Quân không buồn để ý tới lời nói của hắn, ngược lại ngồi xếp bằng xuống, có vẻ định chờ một lúc lâu. Y suy nghĩ, nói thêm, trong vòng thi đầu của học đường, ta ủ một bình rượu, dự, rượu tên quá tảo. Ướm, Lý Tiên sinh ý bảo Y nói tiếp. Diệp Đỉnh chi nướng một con trâu, nghe nói học được từ Bắc Man. Bách Lý Đông Quân nói thêm. Vạt áo của Lý Tiên Sinh bay phất phất trong gió, thế thì sao? Diệp Đỉnh Chi nói một câu, rượu ngon đi với thịt trâu, nhân gian hiếm có. Ta cảm thấy, một ngụm rượu một miếng thịt mới là tuyệt phối. Ta là rượu, Diệp Đỉnh Chi là thịt. Chúng ta ở cạnh nhau mới là thành quả tốt nhất của tiên sinh ngày hôm nay. Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói. Mọi người trợn mắt há hốc mồm bọn họ rất muốn chui vào đầu Bách Lý Đông Quân, xem thử tên này đang suy nghĩ điều gì. Bây giờ là thời điểm mà thiên hạ đệ nhất trong lòng rất nhiều người, truyền thuyết của học đường, Lý Tiên Sinh chiêu mộ đệ tử quan môn của mình, hắn lại ở đây nói chuyện rượu thịt linh tinh với Lý Tiên Sinh. Nhưng Lý Tiên Sinh lại có vẻ lọt tai, ông gật đầu, cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Bách Lý Đông Quân, rượu ngon đi với thịt trâu, ta cũng rất thích hai người cứ thế ngồi song song, đón gió lạnh, nhìn về phía trước, lặng lặng chờ Diệp Đình Chi đến nơi. Bách Lý Đông Quân, vì sao ngươi muốn bái ta làm sư phụ? Lý Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Bách Lý Đông Quân ngẩn người, trả lời, ta nghĩ về vấn đề này chút đã. Lý Tiên Sinh bật cười, một khắc trước khi bái sư, ngươi mới nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Thật ra ta bị ép đến đây, ta muốn nhìn thế giới bên ngoài càn đông thành, nhưng hình như chỉ mình học đường mới bắt được ông nội và cha ta cúi đầu. Đám người tiêu nhược phong cũng khuyên ta bái ngài làm sư phụ, nói ngài là truyền thuyết ra sao, nói ngài là đệ nhất thiên hạ như thế nào. Mà trước khi tới thiên khải thành, ta luôn cho rằng mình được lựa chọn chứ không phải tới tham gia cái cuộc thi trời đánh này. Nhưng tới tận thời khắc này, nếu thật sự hỏi là ta có muốn bái ngài làm sư phụ không, ta nghĩ, ta muốn. Bách Lý Đông Quân thành khẩn nói: "Tùy ngươi vẫn không hiểu về ta." Lý Tiên Sinh cười nói: "Ta từng có một vị sư phụ, người là bậc tuyệt thế trốn nhân gian, người hy vọng ta tới Thiên Khải Thành, còn hy vọng ta ủ một bình đào hoa nguyệt lạc, đặt ở nơi cao nhất của Thiên Khải Thành." Bách Lý Đông Quân dừng một chút. Lý Tiên Sinh quay đầu, nhìn một căn lầu các bên cạnh. Trên căn lầu có một nữ nhân đánh đàn đột nhiên chảy một giọt nước mắt. Bây giờ người đã chết, nhưng ta nhớ lúc sinh thời, diễn luyện kiếm thuật cho ta, người đã nói, trên thế gian ngoài lý tiên sinh ở học đường, không tìm được ai có kiếm tốt hơn người. Cho nên nếu cuộc đời này ta có vị sư phụ thứ hai, vậy chắc chắn chỉ có thể là lý tiên sinh ở học đường, ngoài ra không ai có tư cách này. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói. Lý tiên sinh cười dài, xem ra không phải ta chọn ngươi mà là ngươi chọn ta. Đúng, chọn ta ngài sẽ không thiệt, vì một ngày nào đó ta sẽ dương danh thiên hạ. Bách Lý Đông Quân cười nói. Thế nào là dương danh thiên hạ? Như cha ngươi đã đủ chưa? Chưa đủ. Bắc Lý bát công tử thì sao? Chưa đủ. Đường Liên Nguyệt Đường Môn thì sao? Đó là ai? Còn ta thì sao? Đủ. Ha 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 ha. Lý tiên sinh cười nói, thú vị thú vị, lát nữa bất luận Diệp Đỉnh Chi tới nơi có làm ta hài lòng hay không, ta nhận tên đệ tử nhà ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Bách Lý Đông Quân xua tay, cứ nói đừng ngại. Kể lại chuyện sư phụ của ngươi cho ta đi, ta và hắn coi như bạn cũ, nhưng đã lâu rồi không gặp. À, lần đầu gặp sư phụ, ta. Một già một trẻ ngồi đó, Bắt đầu kể chuyện nhà, mọi người sau lưng cứ yên lặng đứng đó, không có nửa lời oán hẳn. Chỉ có điều, tán gẫu như vậy suốt mấy canh giờ. Doãn lạc hà tựa lưng vào thanh long môn ngủ thiếp đi, đám người lôi mộng sát càng lúc càng nhíu mày chặt hơn. Cho dù từ nơi xa nhất của thiên khải thành chạy đến đây, lúc này cũng phải tới nơi rồi. Một tiếng gà gáy vang lên. Bình minh đã đến. Tiêu Nhược Phong dẫn nhân mã của học cung vội vàng chạy tới, sắc mặt hắn khá mệt mỏi, nhảy từ trên ngựa xuống, đi tới bên cạnh Lý Tiên Sinh, cúi người nói, Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh hiểu ý hắn, gật đầu đứng dậy, phủi bụi đất trên người, Đông Quân à. Bách Lý Đông Quân cũng đứng dậy, thần sắc khá hoảng loạn, có phải bọn họ xảy ra chuyện gì không? Người có biết chuyện bái sư này, chú ý tư chất, chú ý vận may, nhưng chú ý nhất là gì không? Lý tiên sinh hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, không biết. Là duyên phận. Lý tiên sinh vỗ vai Bách Lý Đông Quân. Hôm nay, e là cuối cùng ta chỉ có thêm một đệ tử là ngươi mà thôi. Bách Lý Đông Quân trong lòng quính lên, bước lên trước một bước, nhưng chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã thẳng về phía trước. Chương 113 Thiên Khải truy nã, khi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy đã là giờ ngọ ngày hôm sau. Y ngọ nguội bò từ trên giường xuống, đẩy cửa ra, phát hiện có một cô bé đang ngồi ngoài cửa ăn kẹo hồ lô. Ngươi tỉnh rồi, cô bé liếm kẹo hồ lô, đứng dậy. Cô bé kia trắng trẻo nõn nà, như con búp bê sứ khiến người ta nhìn thấy là yêu. Bách Lý Đông Quân cũng không nhịn được xoa đầu cô bé, cô bé, đây. Là đâu? Đây là nhà ta cô bé chớp chớp mắt bách lý đông quân cảm thấy đầu đau ê ẩm ta biết đây là nhà em nhưng em là ai ta tên lý hàn y cô bé nheo mắt cười bách lý đông quân cảm thấy bất đắc dĩ thế thì sao ta lại ở đây cha ta mang ngươi về lý hàn y cắn một viên kẹo hồ lô có vẻ rất ngon miệng bách lý đông quân vỗ đầu một cái đột nhiên hiểu ra ta hiểu rồi em là con gái của lý tiên sinh ở học đường. rốt cuộc lão già ấy bao nhiêu tuổi? sao con gái còn bé vậy? lý hàn y nhìn bách lý đông quân như nhìn thằng mốc, không để ý tới hắn. hàn y khách tỉnh rồi à? một giọng nữ vang lên. bách lý đông quân quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mặc một bộ áo trắng, đi từ trong một gian phòng khác ra. hà lão già họ lý này đúng là trâu già gặm cỏ non vợ còn trẻ lại xinh đẹp như vậy bách lý đông quân lắc đầu liên tục tội lỗi tội lỗi lý hàn y gọi mẹ rồi nhảy chân sáo sang mẹ ơi chú này thật kỳ quái có phải đầu óc có vấn đề không giống kiểu ba ba ấy ngoan không thể nói về chú ấy như vậy được người phụ nữ xinh đẹp kia xoa đầy lý hàn y sư sư nương bách lý đông quân do dự một chút cuối cùng cung kính cuối người hà khóe miệng người phụ nữ xinh đẹp kia run rẩy tại hạ bách lý đông quân sau này xin được chiếu cố nhiều hơn bách lý đông quân lại cuối người sâu hơn một chút vị phu nhân xinh đẹp kia lập tức cười tới dung cả người cô xua tay lia lịa sai rồi sai rồi con đã bảo đầu óc người này có vấn đề mà lý hàn y cắn kẹo hồ lô lẩm bẩm Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, không hiểu ra sao, mãi tới khi phía sau bị vỗ một cái. Người này cười ha hả sao ta không biết mình có thêm một đồ đệ nhỉ? Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, thấy lôi mộng sát với vẻ mặt chế nhạo. Lôi mộng sát, ngươi nói cái gì? Bách Lý Đông Quân nhíu mày. Đây là nhà ta, đây là vợ ta, đây là con gái ta, ngươi gọi ai là sư nương? Tùy theo bối phận ta nên là sư huynh của ngươi nhưng ta cũng không ngại thăng một cấp không thì sao cứ gọi như vậy đi cũng không cần gọi sư phụ cứ gọi thẳng ba ba đi lôi mộng sát càng nói càng vui vẻ lúc này bách lý đông quân mới nhận ra mình hiểu nhầm hơi ngượng ngùng nhưng y nhanh chóng nghĩ lại mới kinh ngạc phát hiện có gì đó không đúng y quan sát ba người đây là con gái ngươi tên là lý hàn y đây là vợ ngươi xin hỏi chị dâu tên là kiếm tâm trùng, lý tâm nguyệt. Người phụ nữ trẻ tuổi trả lời. Bách lý đông quân, à, một tiếng đầy thâm ý, sau đó vỗ vai lôi mộng sát, không thể tưởng tượng nổi, hóa ra lôi huynh ra cảnh bần hàn. Lại đi ở rể. Trong Bắc ly, con cái thường theo họ cha, trừ những tình huống hiếm thấy như con cháu bần hàn ở rể nhà có tiền, vậy thì con cái mới theo họ mẹ. Hiển nhiên Bách Lý Đông Quân đã tự ghép lôi mộng sát vào trường hợp này ta nhổ vào, phích lịch đường lôi ra chúng ta cũng nổi danh trên giang hồ, ngang với mấy gia tộc trăm năm như đường môn và ôn gia, lấy đâu ra chuyện gia cảnh bần hàn. Người có biết hỏa khí của chúng ta bán đắt thế nào không? Lôi mộng sát cả giận nói. Thế vì sao con gái ngươi lại theo họ mẹ? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói. Vì cha ta vi phạm mệnh lệnh của gia tộc, bị trục xuất khỏi phích lịch đường, con cái không được mang họ lôi, cho nên ta theo họ mẹ lý hàn y cướp lời ai muốn mang họ lôi nghe giữ chết đi được hư còn dám khinh họ lôi lôi mộng sát xoay người nhấc tay buông lý tâm nguyệt lạnh nhạt nói buông thì buông lôi mộng sát lập tức quay đầu đúng rồi lôi sư huynh bách lý đông quân vội vàng thay đổi cách xưng hô diệp đỉnh chi diệp đỉnh chi đi đâu rồi cuối cùng hắn có về không hắn có bái vào môn hạ của lý tiên sinh không bị cô bé kia gián đoạn một hồi trong lúc nhất thời y quên bẵng chuyện mình quan tâm nhất lúc này nghĩ tới tâm trạng lại lo âu không diệp đỉnh chi biến mất cả đêm đó không xuất hiện lôi mộng sát lắc đầu vì sao lại như vậy ta ra ngoài tìm hắn chắc chắn có chuyện gì rồi bách lý đông quân định chạy ra ngoài lôi mộng sát thở dài giơ tay ra cản y lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tìm hắn đặc biệt là không nên tìm ra hắn vì sao bách lý đông quân lấy làm khó hiểu vì bây giờ lệnh truy nã hắn đã dán khắp thành rồi lôi mộng sát trầm giọng nói tắc hạ học đường tiêu nhược phong và đám người lạc hiên đang ngồi đó bàn bạc con trai thứ tư của đại tướng quân diệp vũ thân phận này xuất hiện, còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần những con cháu thế gia đã chết trong kỳ thi. Ai cũng biết đây là cái gai trong lòng hoàng đế, cũng là cái gai trong thiên khải thành này. Rất nhiều năm rồi không ai dám nhắc tới tên Diệp Vũ. Lạc Hiên nhìn lệnh truy nã trên bàn, nói đầy ẩn ý. Tiêu nhược phong khẽ nhíu mày, đây là tin tức mà Bách Hiểu Đường đưa tới, nhưng Bách Hiểu Đường cũng chỉ thông qua tên họ và một số manh mối trong hành tung để phỏng đoán, không coi là đã kiểm chứng. Hơn nữa tin tức của Bách Hiểu Đường mới được đưa tới đêm qua, thậm chí ta còn chưa kịp nói với các ngươi. Nhưng làm sao bọn họ đã biết? Ngươi đang nói Thanh Vương. Lạc Hiên khẽ cau mày, ai cũng có thể hỏi mua tin tức ở chỗ Bách Hiểu Đường, chỉ cần ra giá thích hợp. Thanh Vương cũng trả được giá này. Không đâu, đối với một số tin tức, Bách Hiểu Đường chỉ chọn người để bán, có tiền cũng không thể khiến bọn họ thay đổi lựa chọn được. Tiêu Nhược Phong đứng dậy, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Dù sao đi nữa, chắc chắn học đường không thể thu nhận Diệp Đỉnh Chi rồi. E là lúc này bên phía Thanh Vương đang cực kỳ hoảng sợ, nuôi lâu như vậy nhưng hóa ra người ta có mối thủ giết cha với mình, chắc chắn hiện tại đang truy bắt khắp thành, chỉ mong giết chết được hắn. Thậm chí rất có thể mượn chuyện này hỏi tội học đường chúng ta bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lạc Hiên hỏi. Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy, dứt khoát nói, cần phải tìm ra Diệp Đình Chi trước Thanh Vương. Sau khi tìm ra Diệp Đình Chi thì sao? Lạc Hiên hạ giọng nói. Tiêu Nhược Phong thở dài, ngươi có tin án mưu phản của Đại tướng quân địa vị năm xưa không? Ta chỉ biết tiên sinh từng nói Diệp Vũ Tướng Quân là người chung với nước. Lạc Hiên trả lời giúp hắn chạy khỏi thiên khải thành. Tiêu Nhược Phong đi ra khỏi cửa. chương 114 Không say không tỉnh. Mặt trời xuống núi. Đạo sĩ lười biếng ngồi ở bậc thang, nhìn mặt trời lặn sâu mà u oán thở dài. Đêm đó chỉ chia hai đường, nhưng xem ra tương lai đi hai con đường bất đồng rồi. Đạo trưởng cũng là thí sinh tới học đường xin học à? Nhưng học đường vừa công bố kết quả, mà đạo trưởng có vẻ không hề gấp gáp cô gái với dung nhan tuyệt sắc từ ngoài sân đi vào chậm rãi nói ta là đệ tử của núi thanh thành ta có sư phụ lần này chỉ là sư phụ phái ta tới rèn luyện một phen thôi trên kết quả sẽ không có tên ta ta chỉ cảm thán về người còn bất tỉnh trong phòng vương nhất hành đứng dậy phủi bụi trên người đa tạ ơn cứu giúp tối qua không cần cảm ơn ta cảm ơn sư huynh của ta là được cô gái khẽ mỉm cười vương nhất hành gãi đầu ta cũng muốn cảm ơn sư huynh của cô nhưng ta nói với hắn suốt mấy canh giờ hắn chỉ trả lời ta có một câu là đợi sư muội đến xem ra cô là sư muội mà hắn nói vị kiếm khách tên lạc thanh dương kia đang đứng trong góc hồng dắt thanh kiếm trúc khẽ nghiêng đầu nhìn lên trên không để ý tới hắn sư huynh không thích nói chuyện với người khác cô gái ngồi xuống cái bàn đá trong sân rót một chén trà hay là đạo trưởng cứ ngồi xuống tâm sự với ta được vậy ta xin hỏi vấn đề mà ta quan tâm nhất nơi này là đâu vương nhất hành ngồi xuống cầm chén trà uống một ngụm cảnh ngọc vương phủ cô gái trả lời vương nhất hành thiếu chút nữa nghẹn lời cái gì cảnh ngọc vương phủ vậy cô là đương nhiên chính là cảnh ngọc vương phi cô gái điềm nhiên mỉm cười Vương Nhất Hành hít một hơi lạnh, cho nên người cứu chúng ta. Yên tâm, ta cứu các ngươi không liên quan tới vương phủ. Cảnh Ngọc Vương phi lắc đầu, chẳng qua là các ngươi tình cờ chạy vào trong sân của ta, ngươi và vị. Hắn tên Diệp Đình Chi. Vương Nhất Hành trả lời, ngày đó hắn mất trước, nếu Cảnh Ngọc Vương phi có trao đổi gì với họ, như vậy chắc chắn là cùng Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi, cái tên rất uy phong. Cảnh Ngọc Vương phi cười dịu dàng, "Ta và Diệp Đỉnh Chi kia rất có duyên thấy mặt, cho nên ta cứu hắn." "Chỉ đơn giản như vậy thôi?" Vương Nhất Hành nhíu mày. "Chỉ đơn giản như vậy thôi." Cảnh Ngọc Vương phi gật đầu. Ngón tay Vương Nhất Hành móc nhẹ. Gió lập tức nhanh thêm. Lá cây rơi trên mặt đất nhẹ nhàng bay lên, lại chậm rãi rơi xuống. Vương Nhất Hành khẽ ngẩng đầu lên, vừa giơ một ngón tay lên, lại chạm phải một thanh kiếm trúc lạc thanh dương vẫn luôn đứng trong góc đã tới bên cạnh cảnh ngọc vương phi từ lúc nào chẳng hay trúc kiếm xuất thủ lập tức ngăn cản đòn tập kích của vương nhất hành đạo trưởng không tin ta sắc mặt cảnh ngọc vương phi không hề thay đổi vương nhất hành thu hồi ngón tay vì ta biết người đuổi theo chúng ta có võ công rất cao vương phi nói nhẹ nhàng bâng quơ lòng ta không khỏi nghi ngờ nhưng bây giờ ta đã hiểu Đối với các ngươi, đúng là chuyện này rất đơn giản. Sư huynh của ta có võ công rất cao." Cảnh Ngọc Vương phi nhấp một ngụm trà. "E là võ công của Vương phi cũng không yếu." Vương Nhất Hành khẽ nhíu mày, "Thân là Vương phi mà lại có võ công cao như vậy, ta đoán các ngươi là." "Đủ rồi." Lạc Thanh Dương lần đầu mở miệng, giọng điệu bất thiện. "Hiểu rồi." Vương Nhất Hành lập tức ngừng lời hắn quay đầu nhìn vào trong phòng, đợi vị bằng hữu của ta tỉnh, ta sẽ dẫn hắn đi. Không đi được, cảnh ngọc vương phi khẽ lắc đầu. Vì sao? Vương nhất hành nghi hoặc nói. Cảnh ngọc vương phi lấy từ trong lòng ra một tờ giấy được gấp lại, tiếp đó mở ra, nhẹ nhàng vút phẳng rồi đặt lên bàn, vì bây giờ toàn bộ thiên khải thành đang tìm người này. Dương nghiệt phản tặc, con trai thứ tư của Diệp Vũ. Diệp Đình Chi có địa vị lớn đến vậy à? Ai tìm được, thường ngàn lượng, đủ xây mấy đạo quán trên núi Lận. Vương Nhất Hành tấm tắc lấy làm lạ, hôm qua còn là một trong những ứng cử viên trở thành đệ tử dưới trướng Lý Tiên Sinh, hôm nay đã thành trọng phạm phản tặc bị truy nã khắp thành. Cuộc đời lên lên xuống xuống, đúng là khó lường. Lạc Thanh Dương khẽ nhíu mày, đặt tay lên thanh kiếm trúc. Trên người ta có thương tích, không đánh được ngươi. Vương Nhất hành giơ hai tay, "Nhưng ta là đại đệ tử dưới chướng trường giáo núi Thanh Thành, sư phụ ta cũng là chân nhân được triều đình sắc phong, là bạn tương giao tâm đầu ý hợp với quốc sư tế tiên sinh. Ta không phải phản tặc, có bắt ta cũng vô dụng." "Yên tâm đi, không bắt các ngươi đâu. Các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, Thiên Khải Thành có điều tra nghiêm ngặt đến đâu cũng không tra được trong cảnh Ngọc Vương phủ." Cảnh Ngọc Vương phi đứng dậy, đặc biệt là biệt viện của sư huynh, ngoài ta ra thì ngay cả vương gia cũng không tùy tiện tới đây. Vương gia nhà các ngươi đúng là yên tâm, trong phủ đệ nhà mình, còn bố trí một biệt viện cho sư huynh của vương phi. Vương nhất hành nhớn mày. Còn người của Lạc Thanh Dương đột nhiên co chặt lại, lòng bàn tay phát ra tiếng vang nhỏ. Đạo trưởng đừng nói lung tung, sư huynh của ta sắp thành người mà cả vương gia cũng không dám đắc tội đâu. Cảnh Ngọc Vương Phi xua tay, bước vào trong phòng. Vương Nhất Hành quay đầu lại nhìn kiếm khách mặt không biểu cảm, suy nghĩ cẩn thận lời nói của Cảnh Ngọc Vương Phi, đột nhiên trong lòng cả kinh, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi? Trong phòng, Diệp Đình Chi vẫn đang ngủ say. Xưa nay bất động minh Vương Công được coi là tự hại 800, giết địch 1.000, thậm chí sư đệ của kiếm tiên vũ sinh ma cao thủ đệ nhất Nam Quyết vũ liễu trần từng dùng công pháp này giết chết kẻ địch cả đời của mình nhưng cũng vì vậy mà mất hết võ công trở thành một phế nhân nhìn bộ dạng của hắn không tỉnh lại khéo tàn phế mắt vương nhất hành đi tới không đâu cảnh ngọc vương phi ngồi xuống người nhìn sắc mặt hắn đi như đang chìm vào một cơn ác mộng muốn đấu tranh để tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ tỉnh sau khi tỉnh lại võ công còn tiến bộ hơn trước Vương Nhất Hành gãi đầu, "Làm sao ngươi biết được?" "Ta biết thôi." Cảnh Ngọc Vương phi gỡ một dây chuyền trên cổ xuống, đó là một mặt trang sức hình cây gậy trúc nhỏ được làm từ ngọc phỉ thúy. Cô giơ tay nắm lấy mặt Diệp Đình Chi, mở miệng hắn ra, nghiêng mặt trang sức đổ vào, một giọt nước rơi vào miệng Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi liếm môi, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại, làn da vốn đỏ rực như lửa cũng chậm rãi khôi phục như thường sư muội lạc thanh dương nhẹ nhàng gọi một tiếng có nước da đẹp đúng là tốt cảnh ngọc vương phi nhẹ nhàng cản thán vương nhất hành cũng đoán được đại khái giọt nước kia chắc là thuốc tuyệt hảo không khỏi lên tiếng vì sao vương phi lại nói vậy nếu ngươi nằm đây chắc không được uống băng phong thủy này đâu cảnh ngọc vương phi mỉm cười vương nhất hành sửng sốt sau đó bất mãn nói trông ta cũng Ngọc thụ lâm phong đấy chứ. Cảnh Ngọc Vương Phi nhìn gương mặt Diệp Đỉnh Chi, lắc đầu, còn kém xa. chương 115 Chính thức nhập môn Tác hạ học cung Bách Lý Đông Quân thay bộ áo trắng không dính một hạt bụi, bước vào trong học đường. Đi cùng y là Doãn Lạc Hà, so với Bách Lý Đông Quân mặt ủ mày trao, Doãn Lạc Hà có vẻ hưng phấn hơn một chút. Tạm thời không nghĩ tới Diệp Đỉnh Chi nữa, sau hôm nay chúng ta sẽ nghĩ cách tìm hắn. Doãn Lạc Hà hạ giọng nói. Bách Lý Đông Quân gật đầu, được. Trong học đường, tất cả các đệ tử ngoại viện đều mặc đồ trắng, thấy hai người bước vào, ai nấy dồn dập khom lưng. Nghênh đón, một trưởng lão cao giọng hô. Cung nghênh, các đệ tử trẻ tuổi đồng thanh. Thế này là sao? Doãn Lạc Hà giật nảy mình khóe miệng Bách Lý Đông Quân hơi nhếch lên, lúc trước y ở ngoại viện một thời gian ngắn, không ít lần bị đáp màn thầu vào đầu, lúc này lại được mọi người tôn kính. Nhưng y không thấy lâng lâng gì nhiều, dù sao mười mấy năm qua đã có rất nhiều người kính cẩn với y, thời gian bị coi thường ở ngoại viện học đường lại càng đáng hoài niệm. Một trưởng lão đi tới, nâng hai tấm ngọc bội trong tay, mời hai vị đeo vào. Đây là cái gì? Doãn Lạc Hà hỏi. Đây là ngọc bội công tử của học đường, đệ tử học đường sẽ mang theo bên người, thể hiện thân phận. Trường lão chậm rãi đáp lời. Bách Lý Đông Quân nhận lấy ngọc bội, chỉ thấy trên ngọc bội viết hai chữ, tắc hạ, ngọc bội trong trẻo lóng lánh, chất ngọc cực tốt. Chắc đổi được không ít tiền. Doãn lạc hà ước lượng ngọc bội. Bách Lý Đông Quân gật đầu, chúng ta cùng đi. Thần sắc trưởng lão hơi lúng túng, đây là tín vật của học đường, không nên bán. Ta là nữ, không phải công tử. Có tiền thì mua trang sức, không có tiền đương nhiên phải bán. Doãn Lạc Hà vui vẻ cất tấm ngọc bội kia vào trong lòng. Trường lão khẽ thở dài, tuy trong lòng khó chịu nhưng dù sao cũng là môn hạ đệ tử của Lý Tiên Sinh, làm sao mà bình thường cho được. Hắn tự thuyết phục bản thân, lùi sang một bên. Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà vội vàng đi về phía trước, đệ tử ngoại viện và các giáo viên thối lui sang hai bên đường sắc mặt cung kính mãi tới khi họ đến cuối đường ở đó chỉ có một cái cửa nhỏ hai bên không có ai đứng đó là một cái cửa nhỏ rất không bắt mắt nhưng đẩy cánh cửa đó ra mới là học đường thật sự cửa chỉ khép hờ để lại một khe nhỏ bách lý huynh mời ngươi đi trước doãn lạc hà phất tay nói Thật ra Bách Lý Đông Quân hơi do dự, nhưng dù sao hai gã còn lại không ở đây, cũng không thể thoái thác được, đành phải gật đầu, đẩy cửa, sau đó bước chân vào. Một chậu nước đổ thẳng xuống, dội khắp người Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân sắc mặt hờ hững ngẩng dầu lên, choang, một tiếng, một cái chậu gỗ đập xuống đầu y. Ha 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 ha. Người tóc bạc nằm uống rượu trên nóc nhà phía xa không nhịn được cười ha hả các đệ tử đứng bên dưới lắc đầu liên tục. Lắc cái gì, hồi năm tuổi ta vào trường tư thục cũng bị dội khắp người như vậy. Lý tiên sinh quát lớn. Đó là ám ảnh thời thơ ấu của sư phụ, liên quan gì tới chúng ta? Lôi mộng sát thở dài, năm đó hắn bị dội xong là quay đầu bỏ đi, cuối cùng bị các giáo viên khác kéo về. Bách Lý Đông Quân ngây ra một hồi, sau đó quay người, không hề do dự đi ngược lại. Vội gì chứ? Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo y, đột nhiên kéo về phía sau. Bàn tay kia vỗ nhẹ lên người y, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một hơi ấm ập vào mặt, thân thể lập tức tỏa ra làn hơi nước, quần áo vốn ướt sũng lập tức khô cong. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một người trung niên thân hình to lớn, cao gần gấp đôi mình, bàn tay đỏ rực như lửa, ngay cả con người cũng đỏ rực hắn vỗ đầu Bách Lý Đông Quân, trong học đường chỉ có tên họ Lý kia là vớ vẩn như vậy, nhịn một chút là được. Doãn Lạc Hà vừa cười vừa đi tới, vỗ vai Bách Lý Đông Quân, đi thôi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh có vài người đứng đó, mỉm cười ra hiệu với họ. Có người tới vỗ vai họ, lại có người lại nhìn thẳng vào họ, cứ như không phải đang nhìn hai người bọn họ mà để hai người bọn họ nhìn sang mình khác với vẻ cung kính của ngoại viện những người trong nội viện có đứng có ngồi có nằm dường như không có chút quy củ nào nhưng thực ra trong đó không phải không có người quen đạo nhân song đồng kia đang ở trong đó hai con ngươi xoay chuyển trên dưới mỉm cười nhìn bọn họ hoan nghênh đi vào học đường những người này chính là các giáo viên của học đường cũng là căn cơ chân chính của học đường nếu đưa vào giang hồ mỗi người ở đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh đủ để khai tông lập phái. Hai người tiếp tục đi về phía trước, thấy tiêu nhược phong mặc áo khoác trắng, bên hông dắt một thanh trường kiếm, thân hình ưỡn thẳng, ta là tiêu nhược phong. Ta biết, bách lý đông quân ngây dài. Tiêu nhược phong lại không để ý tới hắn, tiếp tục lời nói của bản thân, đệ tử thứ bảy dưới trướng lý tiên sinh. Sau này các ngươi có thể gọi ta là thất sư huynh và thất sư thúc, Thất sư thúc, doãn lạc hà vội vàng khom lưng. Thất sư huynh, bách lý đông quân đành gọi theo. Tiêu nhược phong lùi sang một bên, hai người tiếp tục đi về phía trước, lần này người đang chờ là thanh ca công tử Lạc Hiên. Đệ tử thứ sáu dưới chướng Lý Tiên Sinh, Lạc Hiên. Lạc Hiên khẽ mỉm cười. Lục sư thúc, Doãn Lạc Hà lập tức nói. Lục sư huynh, Bách Lý Đông Quân cũng nói theo hai người lại đi tiếp, nhưng lần này có hai người đang chờ, một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đội nón che màu đen, một người mặc đồ trắng khắp người, đội nón che màu trắng, bọn họ đồng thời mở miệng. Đệ tử thứ tư dưới chướng Lý Tiên Sinh, mặc hiểu hắc. Đệ tử thứ tư dưới chướng Lý Tiên Sinh, Liễu Nguyệt. Doãn Lạc Hà là một lễ nhỏ với mặc Trần Công Tử, ngũ sư thúc, tiếp đó lại làm đại lễ với Liễu Nguyệt Công Tử, Sư Phụ. Bách Lý Đông Quân lại đau đầu, xem ra hai vị sư huynh này luôn tranh giành thứ hạng cao hơn. Mình đắc tội với ai cũng không tốt, do dự một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Liễu Nguyệt Sư Huynh, mặc Trần Sư Huynh. Hai người không nói gì, không tỏ ý hài lòng, cũng không có vẻ khó chịu. Doãn Lạc Hà đưa mắt ra hiệu với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân lập tức hiểu ý, vội vàng đi qua hai người, tiếp tục bước tới. Nhưng phía trước không một bóng người, chỉ treo một bức tranh. Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, quan sát cẩn thận bức tranh này, cảm thấy rất quen thuộc, đường như đã từng gặp. Một lúc sau hắn mới nhận ra, đây là Lăng Vân Công Tử Cố Kiếm Môn. Đúng vậy, Cố Kiếm Môn, hắn là tam sư huynh của ngươi. Lôi mộng sát từ bên cạnh đi tới, còn ta là đệ tử thứ hai dưới trướng lý tiên sinh cũng là nhị sư huynh của ngươi cút bách lý đông quân xua tay mắng phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn